TV Kết Nối kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, hào hứng, sôi động, cạnh tranh quyết liệt là không khí nổi bật tại vòng chung kết Robocon Việt Nam 2024 đang diễn ra tại Hà Nội. Ban tổ chức cùng các đội tuyển tham gia tranh tài đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng trận đấu. VTV Kết Nối mời quý vị cùng đến với nhà thi đấu Tây Hồ để cảm nhận không khí của cuộc thi năm nay. Vỗ tay nào, tay đâu, tay đâu. Xin được kính chào khán giả của VTV Kết Nối. Thưa quý vị, Hồng Phúc đã có mặt tại nhà thi đấu Tây Hồ, thủ đô Hà Nội và là địa điểm quen thuộc mà mỗi lần mùa Robocon đến thì tất cả các đội sẽ thi đấu tại đây. Chúng ta thấy không khí ở nhà thi đấu Tây Hồ lúc này rất là sôi động và tất cả các khán phòng của chúng tôi đều lấp kín chỗ, không còn một chỗ nào cả. Sau 22 năm gắn bó với cuộc thi này thì tôi cảm thấy rất tự hào về những sinh viên Việt Nam, đặc biệt là những sinh viên khối kỹ thuật. Họ rất say mê và đặc biệt là họ quyết tâm chinh phục được cái ngôi vô địch. Vòng chung kết Robocon Việt Nam 2024 đang diễn ra đầy sôi động với những trận thi đấu hào hứng và hấp dẫn tại nhà thi đấu quận Tây Hồ, Hà Nội. Năm nay, bên cạnh những gương mặt dẫn chương trình thân quen như biên tập viên Hồng Phúc, Trần Ngọc, Phí Linh, sân chơi chào đón sự xuất hiện của MC Khánh Vy, một gương mặt sáng giá đầy nhiệt huyết và đam mê công nghệ. Năm nay thì em cảm thấy rất là vinh dự khi được đồng hành năm đầu tiên với Robocon, là một cuộc thi mà đã đồng hành với rất nhiều các thế hệ sinh viên Việt Nam trong rất nhiều năm, xuyên suốt hơn 20 năm qua. Trong em thì vừa hồi hộp vừa vinh dự và luôn luôn có một cái sự ngưỡng mộ cho các bạn sinh viên, và em sẽ cố gắng hết sức mình để là một người bạn đồng hành để các bạn có thể thể hiện tốt nhất. Sau quãng thời gian ăn ngủ cùng robot, dày công chuẩn bị từng chi tiết, từ việc nghiên cứu đề thi đến việc xây dựng và lập trình, các đội chơi đã mang đến cuộc thi những robot được vận hành linh hoạt, hứa hẹn mang lại những trận đấu kịch tính và chất lượng. Đến với cuộc thi năm nay thì em có mang trong mình một tâm thế rất là tự tin. Và em nghĩ rằng là với sự kiến thức và cái sự chuẩn bị của trường em thì em nghĩ rằng là trường em sẽ đạt được kết quả cao trong cuộc thi năm nay ạ. Tham gia cuộc thi này thì đối với bản thân em thì em đã biết thêm được nhiều kiến thức mới về cả phần cơ khí, linh kiện điện tử và cách lập trình. Không những thế, nó còn mở ra cho em nhiều cơ hội để hướng tới những cái mục tiêu tương lai của em. Có thể nói rằng là nếu như mà ở vòng sơ khảo, các đội đã tự vượt qua chính mình với cái hình thức là các đội đang tự phải thi đấu với bản thân, thì đến vòng chung kết chắc chắn sẽ có nhiều yếu tố bất ngờ đã và đang chờ đợi tất cả các đội cũng như là các khán giả truyền hình ở phía trước, ở những cái trận chung kết. Bởi vì là khi mà vào đến chung kết thì sẽ có những cái yếu tố là thi đấu đối kháng. Và chính cái điều này sẽ đem lại nhiều cái kịch bản mới và nhiều yếu tố bất ngờ mới dành cho khán giả truyền hình. Với thông điệp ngày mùa được lấy ý tưởng từ việc canh tác lúa trên các thửa ruộng bậc thang của Việt Nam, thử thách Robocon 2024 chú trọng đến các giải pháp thông minh, có khả năng nhận biết màu sắc và hoạt động ổn định trên địa hình đa dạng của sân thi đấu. Các đội tuyển không chỉ trình diễn được khả năng lập trình và điều khiển robot một cách chính xác, mà còn phải thể hiện sự sáng tạo và phối hợp nhóm hiệu quả. Khác với các năm trước, ấy là chưa đòi hỏi là robot phải suy nghĩ, robot thường lập trình sẵn chạy theo một cái chương trình cố định. Thế còn năm nay là robot trên sân là phải suy nghĩ đấy, suy nghĩ ở hai điều: một là lựa chọn màu sắc để lọc ra tóc khỏi tóc lép, hai là phải lựa chọn các silo ấy là có bao nhiêu quả, bao nhiêu tóc và đang tóc đấy lại của đội mình hay là đội bạn, để thả cho đúng luật thi để giành chiến thắng. Đề thi năm nay thì thực sự là một bước đột phá về mặt công nghệ. Bởi vì trước đó thì chúng ta luôn chạy theo cái việc mà điều khiển bằng tay, bán tự động là nhiều, và chưa từng có một cái công nghệ hiện đại, ví dụ như công nghệ xử lý ảnh của chúng ta trong đấy. Vì vậy mà năm nay bài toán Việt Nam đưa ra thì thật sự đây là một bài toán rất là hay, và các trường có thể phô diễn được cái công nghệ của mình. Mùa vàng đâu nào? Mùa vàng đang đến rất gần rồi ạ. Với vai trò là một bình luận viên thì chúng tôi, Bảo Phong và Vĩnh Phú cũng phải tìm hiểu rất là kỹ chủ đề này ngay từ đầu để làm sao có thể bám sát được tốt nhất những cái tình huống diễn ra trên sân. Có rất là nhiều tình huống bất ngờ và chúng tôi muốn truyền tải từng chi tiết nhỏ nhất, cái không khí náo nhiệt ở đây đến cho quý vị khán giả xem truyền hình. Nên cảm xúc đầu tiên đó là cực kỳ hồi hộp rồi, xong sau đó là khi mà đến với lại nhà thi đấu Tây Hồ tại Hà Nội thì đó là cái sự phấn khích, bởi vì phấn khích từ những âm thanh mà từ sự cổ vũ của tất cả các bạn vận động viên. Sau cái sự hồi hộp và phấn khích này, đó sẽ là cái sự vỡ hòa ra, bởi vì nhìn thấy được rất nhiều những thành tựu riêng của các bạn sinh viên, những thành tựu về công nghệ, và sẽ cực kỳ ấn tượng để xem là các đội sẽ thi đấu như thế nào. Bầu không khí sôi động, các trận thi đấu trực tiếp hấp dẫn, căng thẳng đến phút chót với tỷ số bất ngờ luôn là một điểm thu hút đặc biệt của cuộc thi. Robocon Việt Nam 2024 không chỉ mang tới cung bậc cảm xúc khác nhau trên sân đấu,
những người tổ chức mong muốn đây tiếp tục là sân chơi hữu ích để các sinh viên thử nghiệm công nghệ mới, từ đó khám phá và phát triển bản thân trong lĩnh vực robot và tự động hóa, đồng thời là một hành trình truyền cảm hứng và đam mê cho những sinh viên yêu công nghệ và sáng tạo. Có thể nói là cơ hội dành cho các đội Robocon của Việt Nam năm nay là nhiều hơn mọi năm, bởi vì năm nay thì Đài Truyền hình Việt Nam là đơn vị đăng cai tổ chức cuộc thi này. Chính vì vậy mà đội nước chủ nhà sẽ được hai đội tuyển xuất sắc nhất tham dự cuộc thi ABU Robocon sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức vào tháng 8 tới đây tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và nếu quý vị và các bạn yêu mến cả 32 đội tuyển, hãy nhớ đồng hành và theo dõi các trận đấu bắt đầu từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 lúc 20 giờ trên sóng VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Và chúng tôi cũng có fanpage tương tác trực tiếp cũng như tặng quà tặng cho quý vị trên VTV2 Chất lượng Cuộc sống và trên VTV News Thời báo VTV. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những trận đấu đầy kịch tính, những trận cầu đầy nảy lửa, và chúng ta chúc cho tất cả các đội sẽ có thật nhiều mùa vàng, những chiến thắng tuyệt đối. Không khí các trận tranh tài đang diễn ra sẽ là một mùa hè đáng nhớ của các bạn trẻ yêu thích sáng tạo, khám phá và vượt qua giới hạn của bản thân. Quý vị tiếp tục đón xem chương trình Robocon Việt Nam 2024 được truyền hình trực tiếp trên VTV2 để biết hai đội tuyển sẽ bước tiếp vào vòng thi châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức vào tháng 8 tại Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho VTV Kết Nối. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.